Chào các bạn, nhân tiện các bạn nhắn tin đến hỏi tôi một câu hỏi rằng là thầy cho hỏi con mua xe cũ thì có phải làm lễ cúng không ạ? Hay thực ra là cái vấn đề mua xe đúng không ạ? Có thể các bạn đã nhìn thấy là rất là nhiều người sau khi mà họ mua một cái xe về nhà thì họ làm lễ cúng đúng không ạ? Cúng ở đầu xe đúng không ạ? Thì tôi cũng đã làm video để mà chia sẻ về cái vấn đề này rồi. Thực ra là cái việc mà chúng ta mua một cái xe thì chúng ta cũng nên làm một cái lễ để mà báo cáo ở đây báo cáo với ai, báo cáo ở đây là báo cáo với lại quan thần linh này, báo cáo với gia tiên nhà mình, báo cáo với bà cô mãi nhà mình. Có nghĩa là chúng ta sắm một cái lễ đơn giản thôi, chúng ta thành tâm thắp hương có hoa tươi này và quả tươi vào, chúng ta cúng ở trên ban thờ nhà chúng ta. Nếu như bạn đã từng theo dõi video trước của tôi chia sẻ thì lý do tại sao mà chúng ta không nên cúng ở trước đầu xe và đặc biệt là không nên cúng ở vị trí ngoài đường đúng không ạ? Có rất là nhiều người sau khi họ mua xe về họ cúng ở vị trí ngoài đường. Thực ra là ở vị trí mà ngoài đường các bạn cúng ấy, thì khi mà các bạn làm lễ cúng thì sẽ có rất là nhiều vãng vong ở quanh cái khu vực đó. Mà khi bạn lên hương bạn cúng ở đó thì sẽ có rất nhiều vãng vong kéo tới. Đấy, thành ra là cái việc như vậy là chúng ta đang cúng sai, tức là cúng không đúng cách do chúng ta không hiểu. Đấy, còn khi mà các bạn mua một cái xe về, cho dù cũ hay là cho dù mới, thì để mà cầu mong cái điều bình an mà khi mà chúng ta di chuyển trên cái xe đó, thì các bạn nên làm lễ cúng để báo cáo với lại quan thần linh, báo cáo với lại gia tiên nhà mình để phù hộ, để mà trợ giúp cho quá trình mà chúng ta di chuyển cái xe đó nó được bình an, được may mắn. Các bạn lưu ý là chúng ta nên báo cáo với quan thần linh. Đấy, có nghĩa là ban bát hương thần linh ấy, và bát lương gia tiên bà cô nhà mình, tức là khấn là hôm nay là, tức là chúng ta chuẩn bị lễ đơn giản thôi, hoa tươi quả tươi thôi đúng không? Hay chúng ta thay nước trên bàn thờ, chúng ta thắp hương, có nghĩa là chúng ta chỉ khấn đơn giản là hôm nay là con báo cáo với quan thần linh, cộng đồng gia tiên, cộng đồng bà cô ông mãnh, hôm nay là con mua một cái chiếc xe này. Đấy, biển số bao nhiêu thì sau thì trên quá trình mà lái xe thì mong quan thần linh cũng như là cộng đồng gia tiên bà cô ông mãnh phù trợ, trợ giúp cho con gặp được cái nhiều những cái điều may mắn, bình an. Ấy, hoặc là rất là nhiều bạn khi mà mua xe đúng không ạ, chúng ta muốn bày các cái tượng ở trên xe đúng không ạ, để mang lại những điều may mắn, thì trong cái buổi mà bạn cúng ở trên bàn thờ gia tiên nhà mình thì bạn cũng có thể đặt cái tượng đó lên vị trí gia tiên nhà mình, hoặc là những cái dây mà các bạn treo ở trong xe ấy, thì các bạn cũng có thể đặt trên bàn thờ nhà mình và các bạn cúng đúng không ạ, thì những cái vật phẩm đó cũng sẽ nhận được cái nguồn năng lượng đấy từ ban thờ gia tiên nhà mình, cũng như là khi mà các bạn cúng đấy, thì sau đó thì các bạn có thể mang những cái vật phẩm đó các bạn đặt ở trên ô tô hoặc là bạn treo lên trên xe, thì nó cũng sẽ có những cái nguồn năng lượng rất là tích cực để giúp cho quá trình các bạn di chuyển, các bạn lái cái xe đó, các bạn điều khiển cái xe đó, nó gặp nhiều những cái điều may mắn, bình an và tránh được những cái điểm âm khi mà chúng ta tham gia giao thông đúng không ạ? Bởi vì có rất là nhiều những cái tụ điểm âm, tụ điểm mà thường xuyên có rớp, có tai nạn đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có những cái vật phẩm mà có năng lượng cao thì nó cũng sẽ giúp chúng ta hóa giải những điều đấy. Đấy, thì nhân tiện các bạn hỏi câu hỏi xe cũ phải cúng hay không thì tôi làm luôn video để mà chia sẻ với các bạn. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.